Hôm nay là 12 tháng 10 năm 2011. Đó là đang làm cái phần cung điện đó quý vị. Đang lắp cái sườn của cung điện đó quý vị. Quý vị coi các chuyên gia Trung Quốc, các kỹ thuật Trung Quốc nè, lắp cái mấy cái họa tiết được cắt này rất đẹp quý vị. Quý vị thấy. Làm xong mà còn cái phần hoàn thiện nữa. Đây các kỹ thuật Trung Quốc đang đang làm cái máy bên Bạch Hổ vậy. Vậy thấy không? Rất công phu. Xem có. Kỹ thuật ông Thành là ông chuyên môn làm về máy á. Công phu quá quý vị. Công phu quá. Không có. Đây là anh này là trường đại học nè, ảnh là chỉ huy của cái đội thi công á. Đẹp vô quý vị. Quý vị thấy mấy cái quả tí được cắt này rất đẹp. Cái đó. Mấy ông đang chuẩn bị đưa cái câu đầu lên đó quý vị. Đó, cái câu đầu bên dưới này đó, quý vị thấy đây là cái câu đầu này. Cái câu đầu cái phần mà cái đà mà gánh giữa hai cái cột cái đó quý vị. Quý vị thấy hai cột cái hai bên đó, đây là cái câu đầu này. Thì mấy ông đang làm cái biện pháp mà để mà tẩu câu đầu lên bằng ba lăng nè quý vị. Ba lăng tới 2-3 tấn. Quý vị thấy cái câu đầu này cũng có những cái mộng khớp gỗ nè quý vị. Có những cái mộng này. cái chốt mộng đó quý vị. Tôi đang quay bên phía tây thì nó hướng đông đó, thì cái hình nó sẽ rõ, còn nếu mà quay bên phía đông thì bị cong xô lây á, cái phim nó không được rõ. Làm cái chùa này rất công phu quý vị ơi. Từ cái khâu mà hạ giải rồi trùng tu rồi tôn tạo rồi rất công phu. Những cái gỗ này là do các kỹ thuật của Trung Quốc làm hết quý vị.
cột gỗ rồi đà gỗ rồi do Trung Quốc phục dựng hết, thì dựa theo cái mẫu cũ, y như cái mẫu cũ vậy, y như cái mẫu cũ mà tái tạo lại, tại vì những mẫu cũ này đã bị mục hết rồi vậy, bị mục hết do cái tuổi thọ nó cái 40-15 năm rồi, cái tuổi thọ nó gỗ bên trong nó đã mục trong bên trong hết. Tre của bên Bạch Hổ quý vị. Đó, công phu quá quý vị. Rất công phu. À. Rất công phu. Không có giấy bút nào mà tả cái công phu này hết. Tức là những cái ngói ống này nè. À, câu đầu tích thủy ngói âm ống này là đều đem từ bên Trung Quốc qua hết, bên Phật Sơn đem qua hết quý vị. À, kỹ thuật cũng Trung Quốc luôn, người Trung Quốc làm, tức là cái này chuyên môn của người ta rồi. Hai, ni hao ni hao, à công phu không quý vị. Sáng có. À, đây là anh Thanh. Anh Thanh kỹ thuật, ảnh là đới gì Thanh á. Sáng có. Yeah.